Thưa quý vị, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang diễn biến hết sức phức tạp khi liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình hình đó, hôm qua tại cơ quan Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các lực lượng công an, quân sự, văn phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương tổ chức cuộc họp xây dựng kế hoạch phối hợp phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường thủy của tỉnh. Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp thống nhất tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thành lập các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường thủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đề xuất của các sở ngành trong tỉnh, các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 thực hiện kiểm chủ 24/24 giờ tại các cửa hàng và cửa sông, cửa lạch từ biển vào đất liền trong khu vực biên giới biển, tổ chức điều tiết, hướng dẫn phân luồng đối với phương tiện vào ra tại các chốt kiểm soát phòng chống COVID-19, đảm bảo nhanh chóng kịp thời, không để các phương tiện khi nhập bến gây ách tắc, cản trở giao thông. Tiến hành kiểm tra thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với các thuyền viên, hành khách. Thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 và hướng dẫn cho các phương tiện đủ điều kiện nhập bến có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 không quá 5 ngày, tiến hành các thủ tục nhập bến theo quy định. Các tổ cũng tuyên truyền vận động các thuyền viên không chủ quan, hoang mang trước diễn biến của dịch bệnh, tự giác chấp hành nghiêm quy định 5K cộng vaccine của Bộ Y tế, khai báo trung thực lịch trình di chuyển khi có dấu hiệu nhiễm bệnh, quản lý chặt chẽ các phương tiện neo đậu tại các cảng, các điểm neo để giám sát việc lên xuống tàu, không để xảy ra tình trạng xuống tàu hoặc lên bờ bất hợp pháp, qua đó hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh.